ban đầu dương liều xuống, dương quá sâu sạc đồ giai nhân. Sô thánh phong địch lý
Bây giờ hai người muốn nói gì thì nói với nhau đi nha. Ủa, cớ sao anh không nói, sao chỉ lại lặng thinh, không ai với ai chuyện trò, lý đâu mình em hát hò, tan tích tình tình tan, sao hững hờ bên nhau. Ủa, sao hồi nãy bên kia đối qua rồi bên này đối lại, mà sao bây giờ? Thôi em hiểu rồi, có em ở đây thì anh chỉ mắc cỡ phải không? Thôi được rồi, để em đi pha trà cho anh chị Hằng Nguyên tâm sự nha. Nhiên nha. Ngọc Lan, Ngọc Lan à, bỏ người ta ở đây một mình vậy hả? Anh Trọng Bình, anh đúng là một thiên nhân. Anh không dám nhận cái danh hiệu thiên nhân đó, mà chỉ là một lãng tử lưu linh, cưu mang một nỗi buồn. Em hiểu, nỗi buồn của anh là nỗi buồn sông núi, anh như là núi ngừng. Còn em như là sông hương. Ngự bình lòng bóng sông hương. Sông hương mượn tóc chưa thơm. Mắt em như ánh sao trời soi đường anh đến, cửa ngõ tâm hồn. Hương tình say đắm ngất ngây, em là sông hương ngát xanh. Nước xanh xuôi dòng, bến yêu đang chờ thuyền khách sang sông. Ngày không xa, nước non thanh bình, kiều du quy phảng qua vàng rực. Ngọc Hương, hình như trong đôi mắt em đang dương một niềm u uẩn. Anh biết không, em đang nghĩ đến một ngày mai quê hương này không còn dương tan tóc, hoa lại nở trên khắp nẻo đường đất nước, chim lại reo ca khúc nhạc thanh bình. Chừng đó anh sẽ đưa em về quê cũ, Ngọc, phải không anh? Anh sẽ đưa em về quê mẹ. Ta sẽ sống bên nhau, bên ruộng lúa nương dâu, bên dòng sông êm ả. Ngọc Hương. Phương trời khung trời quê xưa ngát xanh, vẹn nguyện mai trúc hiên quanh, có ta bên mình hát câu âm tình ngàn thuở không phai. Chiều tay nhau vui đeo đường đời, tình đừng phụ. Dải non sông gấm dốc phải mất dần vào tay giặc, mà triều đình như còn mãi nằm mơ. Nay hòa ước, mai nghĩ hòa, cứ đợi chờ cơ hội. Muôn dân trong họ còn biết nương tựa vào đâu? Lục tỉnh năm kỳ đã mất, gia đình định từ biên hoàng quê hương ta đó, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên, đức mẹ ngọt ngào. Ôi biết bao giờ ta mới giành lại được. Anh Trọng Bình, đã thế mà triều đình còn xảy ra biến động. Biến động?
biến động gì hả em? Tiên đế từ đất vừa băng hà, tự quân ưng chân dục đức sắp lên ngôi, triều đình còn bàn tán xôn xao chưa quyết. Anh nghe nói có một ả giang hồ thường qua lại bên sứ quan, nghe đâu ả có quan hệ với quan chức triều đình, xem chừng có âm mưu gì đó. Em nên để ý đề phòng. Còn anh phải dò la tin tức sĩ phu và ý nguyện của dân quân khắp chốn. Nếu có tin tức gì quan trọng, anh sẽ cho em hay và báo cho quan tướng tùy nghi định liệu. Anh đi nha. Cung nữ Ngọc Hương. Cung nữ xuất cung tư tình với phường vô loại. Nàng có biết nàng tội gì không hỡi cung nữ Ngọc Hương? Không, tiền nữ không tư tình chi cả. Đừng gian dối, ta đã biết. Nếu ta tiết lộ với triều đình thì hình phạt nặng nề e nàng khó tránh. Tướng quân kìa, tại sao nàng lại sợ hãi? Ngọc Hương, ta xin hứa sẽ bảo vệ cho nàng. Hỡi nàng yêu quý Ngọc Hương, bởi niềm luyến ái thầm mong ta vẫn mang trong lòng. Đã từ lâu ta xưng dân tặng cho nàng một mối tình sâu đậm, sao nàng chẳng đáp lại tình ta để cho Loan Phụng giáo hòa. Ta với nàng ở chốn cung hoàng, điểm ngọc vàng son sáng chói xanh với kẻ phiêu bồng lạc tử giang hồ, cuộc sống ai hơn ai kém. Xin tướng quân hãy bình tâm xét suy cho tiện nữ, cuộc đời tình cảm vấn vương chỉ riêng dành cho một người thương. Đừng xin gì cả, ta và tên cuồng sĩ ấy phải một con một mất. Tướng quân, nàng lo sợ cho hắn à? Ngọc Hương, nàng đừng làm cho ta phải sục sôi vì ghen tức. Nàng phải thuộc về ta mà. Hay là nàng muốn thanh gươm này nhuộm máu tên cuồng sĩ? Tướng quân, tiên nữ gian ngài. Ta nói đừng giáng sinh gì cả. Ta chỉ cần nàng, ta cần nàng êm dịu ngọt ngào cùng ta. Ta cần nàng xoa mát tấm lòng khát khao nóng bỏng cùng ta. Đi, hãy theo ta về cung nội. Tướng quân. Kìa, ông trưởng quản thị vệ Nguyễn Cung, ông làm gì thế? Kiều Thu, nàng đến đây để làm gì? Tôi không được phép đi ngang đây sao? Cô em nào xinh thế? Nàng là cung nhân của Đức Từ Cung. Ngọc Hương đó, tôi đã có nghe nhưng chưa có biết. Thì ra cô em đây là cung nữ thân yêu của Thái Hoàng Quốc Mẫu. Em mà đã có chị đây rồi, không ai dám bày trò xấu hổ. Này ông trưởng quản đó ơi, ông muốn rơi đầu thì rất khổ, mà dám sàm sỡ với người cung nhân quý yêu của bà Quốc Mẫu. Còn cô em, tại sao cô em đơn thân có mặt nơi này? Vì đây là quán của gia đình, tôi xin phép Thái Hậu Từ Cung về nhà này thăm viếng người cô. Vậy cho chị xin mấy bát chè, nào hãy bán nước đi cô em. Tôi không bán nước cho chị đâu, tôi đi lấy nước chè mời chị. Trong khi chị cần phải có nước. Trong khi chị cần phải có nước. Lời lẽ thật cao xa. Ông trưởng quản, ta ngồi đi ông. Kiều Thu, nàng bày trò gì thế? Nè, con bé Ngọc Hương xinh lắm,
Mấy ông phu lang xa bên sứ quán chắc là ưng ý. Không, không được, bởi vì nàng là... Sao mà không được? Ông Hiên à? Không, mà... Nè, ngủ lạ mà. Mấy lão già phu lang xa mặc sức sai đắm. Ngọc Hương, cung nữ Ngọc Hương, chính mi đây rồi. Cung nữ yêu quý của Từ Cung Thái Hậu, mà cả sứ quán biết mi cũng là tài chân đắc lực của Tôn Thất Thuyết, sẽ chống lại nghị ước hiệp hòa. Nếu hạ được ngươi thì Tôn Thất Thuyết sẽ mất đi tài mắt, Ngọc Hương mi sẽ biết tài ta. Không không, không nên đâu Kiều Thu à. Ông mê nó thật rồi. Ông coi chừng tôi sẽ giết ông đó. Chuyện ông đưa ông vua Ưng Chân Dục Đức sắp lên ngôi qua sớm kim luôn làm điều mờ ám. Nếu lão Tôn Thất Thuyết biết được thì 10 cái đầu của ông cũng liệt khỏi cổ. Ông còn bám thì gót chân của cung nữ thì tôi sẽ cho ông già Thuyết biết hết chuyện của ông đó. Ông liệu hồn mà lấp lửng với tôi. À, mời chị, mời tướng quân. Coi kìa em, sao có 2 bát hà? Em vào lấy thêm 1 bát nước nữa cho em, rồi cứ ngồi lại đây với chị nghe. Dân. Kiều Thu, nàng... Im! Ông ngồi yên đó chứ có lộn xộn. Mời chị. Cảm ơn em, em xinh lắm. Mới vừa thấy em là chị mến ngay vậy đó. Chà, bát nước này còn nóng. Nè em ơi, chị thích uống nước nóng, em đổi cho chị nghe. Dân, em thích uống nguội. Ông trưởng quản, hai uống nước đi ông. Nè em còn uống với chị cho vui. Dạ, cảm ơn chị mới quen. Mà như đã thân lâu, mình uống nước chè kết nghĩa chị em. Rồi hôm nào nghe em đến chị hàn huyên, tình thân nhau một thuở, gắn bó bên nhau suốt đời. Chị thật là tử tế, em cảm kích vô cùng. Chị em mình hãy uống nước đi, khắc ghi ngày kỷ niệm hôm nay. Dạ. Sao em dùng chè quá đổi, làm bể đi bát nước chè ngon. Xin chị hãy thương tình, chị và tướng quân lượng thứ cho em. Xin lỗi chị, xin lỗi tướng quân, em vào trong lấy bát nước khác vậy. Con bé này lém lĩnh thật. May quá. Cái gì mà may? Vậy là ông lo lắng cho nó đó hả? Được rồi, dụng văn không xong thì ta dụng võ vậy. Ngọc Hương ơi, mau lên. Tướng quân, Ngọc Hương. Tướng quân, có chuyện gì? Nè, bọn phú lang xa định hại em đó. Em hãy mau lánh mặt đi. Chết rồi, không kịp nữa rồi. Em phải lánh mặt ra đồng, nhanh lên. Dạ, mời đại quý. Kiều Thu, nàng làm gì thế? Tâm, lôi đi. Buông tôi ra, Kiều Thu. Buông tôi ra. Ngọc Hương. Lại, anh định đi đâu? Hỏi gì vậy? Ngọc Lan ơi, vừa thấy nó đã trở lại.
sang hà nguy biến, nhưng không thể một ngày đất nước lại không vua, đành phải chấp nhận một tử quân hèn nhát, thần với giặc làm điều tàn ác, hưởng riêng mình phải lạc thu vui, mặc cho thần dân kẻ khóc người hờn. Còn đâu nữa non sông xả tắc, ngay từ lúc Tiên Dương chưa nhắm mắt, biết con của mình đạo đức chẳng ra gì, thần với Lan Xa học thoái vô nghi, quấn mũi đỏ lố lăng phi đạo lý. Rồi nhật mai đây cần chánh điện tâm quan đủ mặt, quy tụ về nghe di chúc của Tiên Dương. Làm sao đây, ta phải làm sao đây để cứu giang sang trong cơn nước lửa. Tôn Thất Thuyết, Tôn Thất Thuyết, đi là thượng thư binh bộ, cũng lại là phụ chánh đại thần, kia thần dân bá tánh đang chờ, dù đầu mi có rơi, mạo mi có đổ, thân xác mi có bị bầm ra trăm mảnh, cũng không thể từ chối khi đứng trước nguy cơ của cả nước. Đứng lại Điều chi? Dạ, có tên ông còn tự tiện xông vào chính trại. Huyền Tĩnh Lâu không phải là chỗ tự do đi đến. Quân đâu? Đem chém đầu thị chung. Tuân lệnh. Tướng quân, xin cho tiểu sinh bộc bạch đôi lời, đầu có rơi cũng không than quán. Ta không tiếp kẻ vô danh. Thưa tướng quân, ở trên đời kẻ vợ giúp ích cho người hay,
kẻ vô danh thường hay giúp cho bậc đại tướng quân làm nên việc lớn. Mì muốn nói gì? Thưa tướng quân, kẻ hữu danh đứng đầu muôn họ ra một mệnh lệnh rung chuyển cả núi sông, lại gây điêu đứng cho triệu triệu con người. Hữu danh như thế chỉ hổ danh với muôn chim cây cỏ. Mì muốn ám chỉ điều chi? Ngạo mạn ngông cuồng quân mây không cổ chém đâu. Trời ơi, ta đã lầm. Thì ra ngài thượng thư bộ binh Tôn Thất Thuyết bỏ mặt sinh linh như thế này sao? Hả? Trời, bọn Phú Lan sao lại gây thêm tội ác nữa rồi? Thưa tướng quân, đầu tiểu sinh có rơi cũng không đáng giá, chỉ thương cho sanh linh ba tánh phải lầm than. Khoan, mì cứ nói. Trong du quan xem rẻ gian sang, ngoài giặc phú đang hung hăng thao túng, dám vì nước vì dân lòng không nao núng. Thế triều đình nghị chiến hay hòa, trong phút chốc phủi tay giao giặc phú. Nếu toàn dân một dạ đồng tâm, đâu đến nỗi đất nước trong cơn đe dọa. Mi là ai có những lời lẽ kiêu kỳ? Xin thưa, tiểu sinh chỉ là một người trong muôn vạn người, mang dòng máu giống nòi bất khuất, đến chẳng đổi danh, đi không thay tánh. Cha mẹ tiểu sinh đặt cho cái tên Trương Trọng Bình. Trương Trọng Bình? Trọng Bình nào? Có phải người đời đặt cho cái danh là thi nhân Lãng Tử Chương Kinh Thành, bao đệ của Trương Trọng Hòa, thi nhân Đông Sơn Thi Tử Hội, đã hy sinh trong cuộc khởi nghĩa chày vôi tấn công vào Đại Nội, mà ta nghe Ngọc Hương thường nhắc đến? Thưa dân, Trọng Hòa chính là anh ruột của tiểu sinh. Hả? Vậy là Túc Hạ đây là dòng dõi của Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Công Định. Thưa dân. Quân lui. Túc Hạ hay Bình thân, ta vốn khâm phục Trương Công suốt cuộc đời vì nước quên mình. Ôi các đại thần, nếu biết noi gương nghĩa khí của Trương Công thì gian sang này đâu đến nỗi nguy giống vào tay giặc phú. Xin đa tạ tướng quân. Không chi. Quân dự ngơ đâu, hãy mau đem ra để ta đãi người hậu duệ của Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Công Định. Tướng quân, tử phùng tri kỷ Thiên Bối Thiệu là thế đó, mời. Đa tạ tướng quân. Vậy tướng quân liệu tính sau đây khi Dục Đức lên ngôi kế vị? Ý Túc Hạ muốn nói là Dục Đức khi lên ngôi thì lập tức ký cầu hòa cùng giặc phú. Thưa dân, đến lúc đó ý quan tướng hòa hay chiến, dân lệnh vua hay chống lại ý vua? Ôi biết làm sao, quyền tước đó Thượng thư bộ binh phụ chánh đại thần còn đó. Ôi thiên khả đạt, địa khả lượng, duy hữu nhân tâm bất khả phòng. Hòa hồ hòa bề nan hòa cốt, trị nhân trị diện bất trì âm. Có nghĩa là trời đó được, đất lương được, lòng người không thể phòng ngừa được. Vẽ hổ, vẽ da, khó vẽ xương, biết người, biết mặt, khó biết lòng. Túc Hạ muốn chọc tức ta chăng? À, không, ta không nổi trận lôi đình vì lời nói ấy. Ta hiểu Túc Hạ. Nhưng có câu quân ưu thần nhục,
quân nhục thần dân. Nhưng trớ triêu thay cho triều đình vua tôi, để mất đi một nửa giang sang rơi vào tay giặc phu. Lòng người giả thú mong bán rẻ non sông. Đã bao đời ông cha gầy dựng bằng máu xương, bao tàn tóc thê lương mới giành lại từng tấc đất quê hương. Nhưng hiện nay giặc đã vào đến kinh kỳ, mà triều đình thì lại muốn cầu hòa để được một cuộc sống an nhàn. Ta không mong gì ở bọn vua quan, vẫn biết nương tựa vào ai để chống giặc thù. Ôi sanh tử thật khó lường, thảm thương cho dân lành khổ sở vì nạn chiến tranh. Ta định cho người về dùng cam lộ để lo bề trong sự về sau, vua già sĩ cuối cùng toàn dân một dạ mới mong đánh đuổi được họ Vu Lan Xa. Ôi tướng quân thật là một tầm nhìn cao rộng, nhưng còn có một điều tiểu sinh cứ mãi băn khoăn. Hãy nói cho ta biết điều gì làm cho Túc Hạ băn khoăn. Dám thưa tướng quân, đó là cờ nghĩa biết cắm vào đâu để cho trăm họ quy về một mối. Ôi điều của Túc Hạ lo âu cũng chính là điều mà ta luôn dai dứt. Thiên hạ đang cần một đấng minh quân chống giặc bảo tàng, mà triều đình nhà Nguyễn đã thối tha một nét. Làm sao tìm ra được một bậc chí nhân như Lê Lợi Quang Trung, mà trong hiện tình này cái nghĩa cần dương vẫn chưa bỏ được. Hiện nay ta chỉ biết ông vua nào nhu nhược phản bội cầu hòa, ta cương quyết gạt đi, diệt phế lập sẽ không tránh khỏi. À, còn một việc quan trọng ta muốn cậy nhờ Túc Hạ. Thưa tướng quân, chẳng hay việc chi? Túc Hạ số là sư quan Vu Lan Xa, dùng nhà vua làm áp lực để mời ông Tường và ta hai thượng thơ phụ chánh đại thần sang qua sư quan ở bên sông để cùng họ luận bàn có hội. Ta e bọn chúng có mưu đồ nên ta sẽ không cùng mà đi sang. Ông Tường đại diện cho nhà vua à, hay là thượng thơ bổ hộ sẽ so tài ngôn thuyết với Lan Xa, nhưng ta e ngại chẳng yên lòng. Cần có một người thăm võ lẫn văn nên ta muốn cậy nhờ Túc Hạ. Theo hậu bất đắc xảy ra cũng để bảo vệ ông Tường giám sát mọi điều thay ta. Thưa tướng quân, tiểu sinh cũng võ vẽ dài ba đường quyền cước. Túc Hạ nên nhớ quốc gia suy vong thất phu hữu trách. Ngài yên tâm, dĩ bằng sống chẳng ra gì, nam nhi so với Liễu Bồ khác chi. Đối mặt với quân thù thẳng tay giết giặc, dù năm xương tàn vùi lòng đất mẹ, đó là trách nhiệm khi tổ quốc đang cần. Đất nước của ông cha đành cắt chia cho quân giặc, bọn Vu Lan Xa gây tan tóc cho nước ta. Ôi đảo điên lòng người rối loạn, nghiêng ngửa sang hà, nên vì sự nghiệp tay nối liền tay. Thưa tướng quân, tiểu sinh cố gắng làm tròn sứ mạng. Khoan, đây là hổ khô lĩnh tiện, nếu có việc gì hãy báo cho ta hay. Xin tuân lệnh. Thưa cha, Tôn thất thịt báo tin khẩn cấp. Tin tức giặc phủ thế nào? Thưa cha, theo tin con vừa nhận được thì hiện nay tên đô đông phủ cuộn bê đưa tam chuyến thuyền bao dây phong tỏa hoàn toàn cửa thuận.
hắn lại đưa tôi hậu thư lời lẽ kiêu kỳ quên quan buộc triều đình ta phải nộp mà ngay các đại tân hải đông nay mai bọn lang xa quá ư là láo xược quân quân ta xem giáp quý hàng tối hậu thơ của bọn phú lang xa lũ ngông nên quân cẩu trễ ta phải rồi sẽ xuống vực sâu biển ta phải sạch bóng quân thù phải này trong nước tan sát giặc mời thỏa giả căm mà hờn còn chúng dân ở nội ngoại thành tình hình đã biến chuyển ra sao thưa cha nội ngoại thành xôn xao náo động tiệm buôn đóng cửa quán ăn không bán chợ không hợp ghe thuyền vắng bến sớm ngự viên vắng vẻ tiếng rau sớm cồn hến không ai bài bán bắp nếp chè gừng không thấy thôn dĩ dạ cây cối tiêu điều nam phố chợ dinh trầu cao không có dân vùng biển vào thành lánh nạn vậy mà đứng trước thế nước như dầu sôi lửa bỏng bọn chủ qua trần tiến thành hồng hưu từ vũ đang như bầy thú sợ quy của giặc cố luôn lắm tìm cách yên thân mong sao cho một mảnh đất sống an nhàn thật là hèn mát. Thưa cha. Đảm. Dạ. Tình hình phía Bắc ra sao? Thưa cha, điệp văn từ phía Bắc đưa về cho biết thống đốc quân vụ Đại thần Hoàng Tái Diêm đã dũng lập chiến công, đã nhiều lần chống lại lệnh vua, tiếp tục đánh tan quân giặc, đẩy lùi 10 chiến thuyền, 3 thuyền giặc đã vỡ tan ngoài vịnh, 300 lính phú bị tiêu diệt, 3.000 tấn khác phải thôi mình. Tin báo hiệp quân ta đại thắng, lẽ ra triều đình phấn khởi tiên công. Rồi sao? Nào có ngờ đâu Tân Dương lại trách họ Hoàng vô trách nhiệm, gây ra biến bóng làm khó khăn cho việc nghi hòa của nhà vua. Thật là đáng giận cho một lũ vua quan, cái bọn ương hèn mà rút tổ công đuôi. Trương Quang đã cùng Nguyễn Thiệt Thuật liên tiếp thắng giặc hung tàn, cũng bị triều đình bắt buộc thiệt quân và phải lai kinh chịu tội. Nhưng các ông ấy chẳng triển binh mà cũng chẳng chịu về triều. Thì ra đại thần bất tuân thượng lệnh, mang tội bất trung với triều đình. Tướng cầm binh trong tình thế hiện giờ hành động như vậy là đúng hay sai? Đảm. Dạ. Thiếp. Các ông ấy làm như vậy là đúng hay sai? Thưa cha. Tại sao lại ngập ngừng? Các ông ấy đúng, hoàn toàn đúng. Thưa cha, dân hoàn toàn đúng. Kiệt nước ai lo? Thưa cha, đức vua và các đình thần. Mày muốn nói đến ưng chân dục đức và số quan lại bù nhìn à? Nhưng dân là gốc. Mày loạn ngôn. Dạ. Dân là gốc thì phải để dân lo việc nước. Đằng này ai ký cầu hòa? Ai? Thưa cha, ký hòa ước là kẻ bán nước cho giặc, biết chưa? Thưa cha, dừng. Phải hạ thủ kẻ mại quốc cầu an. Đảm. Dạ. Thiếp. Dạ. Ai là kẻ mãi quốc cầu an? Thưa cha. Ai? Ông Trần Tiến Thành đệ nhất phụ chánh đại thần. Chưa phải. Thưa cha, bậc tổ nghi thiên hạ Thái Hoàng Thái Hậu Từ Vũ. Hãy để mụ dạy sống yên. Thưa cha. Ai? Ai? Sao chúng bay cứ lẩn tránh? Ai? Thưa cha, kẻ đó chính là ưng chân dục đức. Nhưng nước ta đang cần một đấng minh quân. Thưa cha, ngày mai này dục đức sẽ lên ngôi. Phê! Phê! Đảm thiệp! Dạ. Dẫn mã sẵn sàng! Cần chánh điện cha con tiên ơn! Xuân lệnh! Di chiếu dụ rằng Dực Tông Tự Đức nguyên niên ngày 5 tháng 6 năm Quý Mùi, trẫm nay thọ bệnh khó hưởng lộc trời ban, lệnh cho trăm quan quốc thích và hoàng thân theo di chiếu tôn phù người kế vị chăm lo việc nước, gìn giữ kỷ cương đến
tới Trẫm Yên Dạ về chầu Thượng Đế. Nay việc nước gặp cơn bị giận, triều đình cần có vua lớn tuổi lên ngôi, lập ưng chân kế vị ngôi trời, cùng tam vị đại thần chung lo việc lớn. Trần Tiến Thành đệ nhất xung chức phụ chánh đại thần, đệ nhị Nguyễn Văn Tường, đệ tam Tôn Thất Thuyết, nên vì Trẫm chung lo sự nghiệp, giúp ưng chân xã tắc khu phò, dứt tâm tự đức nai chiếu. Thiên nhân giảng giảng khoan ai di chiếu của tiên đế đã để thiếu mất một đoạn chỗ nào? Tại sao ai ai dám sửa di chiếu của tiên vương? Dưỡng quản thị vệ Nguyễn Cung, đệ nhị phụ chánh đại thần Nguyễn Văn Tường, trưởng ấn ngự sử Phan Đình Phùng, Tôn Thất Đảm, Tôn Thất Thiệp, giám trưởng Nguyễn Như Khuê, đệ nhất phụ chánh Trần Tiễn Thành, bá quan văn võ, nếu không ai dám sửa di chí của tiên vương. Hay là nà ta đúng ta sửa gì chiếu đây? Chính ta sửa đoạn đó là vì ta thấy đoạn đó không quan trọng nên ta. Đó là đoạn gì chiếu ghi rằng ưng chân đã lớn tuổi, có học đã trưởng thành, lại chánh danh đã lâu, chỉ hiềm vì mắt hơi quá tật, dẫu kính không rõ ràng, sợ sao không sáng, tính lại hiếu dâm càng không tốt, chưa chắc đưa nổi việc lớn. Đúng vậy, lúc tiên đế còn xin tiền ngồi tựa ghế ngọc, đã đọc chi chiếu trước mặt phụ chánh đại thần, ưng chân dục đức chưa chắc đưa nổi việc lớn, sao lại dám bỏ đoạn ấy đi? Phải, di chiếu là lệnh tiên đế dặn lại, phải tuyên bố cho mọi người và bá quan đều biết, sao lại bỏ bớt đi? Vậy xin triều đình thẩm nghị cho nghiêm nhặt kỹ cương. Tại tôi thấy chỗ đó không được đẹp nên ta muốn sửa lại. Thôi ông hãy im đi, chính ông cũng là người mang trọng tội, trong việc sửa di chiếu của tiên vương ông còn muốn nói điều chi? Là một nhiếp chính thượng quan, sao không thông quân luật, hãy phế ưng chân dục đức ngay đi, lập tự quân khác mà thôi. Khoan, quân tâu thái hoàng thái hậu, việc nước phế ưng chân dục đức, thế mà tôn tướng quân chẳng cần luận bàn văn võ bá quan, phải bẩm triều thần, đó là tội chi quân phạm thượng giữa triều đình, xin nghị xét chém đầu Tôn Thất Thuyết nghiêm trừng tội phản loạn. Đảm thiếp. Xin thái hoàng thái hậu chuẩn y quan muôn tâu thái hoàng thái hậu, mọi việc đều có trời đất chân tri, tiểu tử quân lầm lỗi sao chẳng xét ra, vội đi trước phế làm loạn kỷ cương, xôn xao ba tánh gian động chốn kinh thành, dân sửa mất lòng tin ở vua, còn triều thần thì mang tội duyên quyền trước phế, trong khi tàu giặc đã bao vây muốn chiếm nước ta đặt nền đô hộ, sao triều thần chẳng dung hòa để luận bàn, tạo ra chi cảnh náo động triều ca. Võ Đa Quân khoan, tôi muốn nói phế vua lập vua là việc lớn, kẻ sự tường sao quá dễ dàng, là chuyên quyền xem thường phép nước kỷ cương, thử hỏi nơi suối vàng khi đứng trước mặt tiền nhân,
nghiệp lớn suy vong, công tội sẽ về ai? Loạn thần, nghịch ngôn, võ đao quân. Bắt trọi tên nghịch tặc, giải ra pháp trường, chém đầu răng chuông. Hãy tạm giam lại trại Cẩm Y, ta sẽ có lệnh sao nghiêm trị. Tại sao lại không giết hả? Cả triều đình, ai, ai, còn ai muốn tấu rỗi điều gì nữa hay không? Trời ơi, ta đang tỉnh hay không? Nơi đây không phải là triều đình, nơi đây không phải là cần chánh điện. Trước mặt ta không phải là bá quan văn do, vậy mà vẫn nhà Nguyễn đã đến lúc nguy vong. Tờ đất thuê mới mất không có ba ngày, dục đất chữa được tôn vinh, đã thêm biến đồng ở triều đình. Việc quê đất dội bày ra, làm cho kinh đồng khắp gần xa, làm sao ổn định nước nhà. An hòa với người lang xa, muộn tâu vì chiếu của tiên hoàng, đã ngại ngần tâm khí của tự quân. Giang sơn đang lúc nguy nàng, e người khó nổi đảm đang. Sau khi chim Nam Bắc rồi, dắt con đòi chim cả đê đô. Trời ơi, rồi quần thần hoàng thân quốc thích, không còn đất nào để dung thân. Chẳng lẽ chúng muốn chiếm hết đất nước của ta hay sao? Muộn tâu thái hoàng thái hậu đúng là như thế đó. Muôn dân đều thấy rõ giả tâm của bọn giặc cu làng xa. Là quân trao trở thầm lường, đã chim sao tỉnh trong Nam, còn mưu đồ đoạt cả giang sang. Hòa ước mới vừa ký xong chung liền, tiến đánh Bắc Kỳ thương thay tổng đốc đại thần. Hoàng Diệu tuấn tiếc hy sinh, trước đây ông Nguyễn Tri Phương cũng đã liều chết với thành, sau đó rồi lại nghị hòa, liền theo cửa thuận bị dây. Bây nhiều thấy rõ giả tâm, lòng tham không đáy của quân thù, mà triều hòa đình lại mơ hồ, toán cầu hòa đợi chờ thời cơ. Ôi hiện nay trong thì tiên đế băng, ngoài thì giặc phú mưu đồ hùng hằng chiếm đất, thế rồi đây đây kinh sẽ ngập tràn trong khói lửa. Vậy xin quốc mẫu chuẩn y dọn người tài đón thôi, mới mong trách cảnh can qua. Nhưng người ít tuổi thật khó đảm trách việc non sông, mà tá thân là đàn bà lúng tuổi, sao biết hết mọi điều. Muôn tâu có câu sanh sâu là chúa, mà đạt đầu vẫn là tôi. Nếu vì nước vì dân dám quyết định sự tồn vong cho cả nước, dù tuổi nhỏ có chí lớn, rất đáng là đứng minh quân. Xã tắc đứng đầu miễn sao chưa vẹn, vậy mọi việc ta giao cho triều đình cùng các
được bậc đại thần phủ chánh. Còn hiệp hòa, kiến phúc, hàm nghi, chọn ai cái gì cũng đều là anh em trong hoàng tộc. Ta không muốn có tiếng không tốt về sao? Hãy tránh cho ta việc phải buông mành ngồi sao nghe chính sự. Lệnh quốc mẫu đã ban, thật là đại phúc cho non sông xã tắc, chúng thần xin phụng mạng. Bãi triều. Ngọc Hương, có chuyện gì hệ trọng mà cản bước của ta vậy Đoàn tiểu thơ? Quan tướng, xin quan tướng đừng gọi con như thế. Ê chết, ta quên mất. Chẳng ai biết con là đứa con gái của dòng dõi họ Đoàn. Các anh của con, Đoàn Trưng, Đoàn Hữu Ái, Đoàn Tư Trực, cùng nhóm Đông Sơn Thi Tử Hội đã bị triều đình bêu đầu năm ấy. Ta vô ý buộc miệng đó thôi. Nào, gần đây trong cung cấm và bên ngoài sĩ phu còn có điều chi hệ trọng, con hãy cho ta được rõ. Dạ, con thấy sao? Về việc ta trước thế ưng chân dục đức. Kính thưa, con là phận nhỏ nhoi, đâu dám làm bàn. Con chỉ nghĩ một cách nông cạn, sự tình ắt phải đến thế mà thôi. Duy có một điều, con xin quan tướng rộng lượng thứ dung, thì con mới dám thưa qua. Ta đã giao trọng trách cho con theo dõi với cung nội, thì còn e ngại điều chi? Ngọc Hương, con cứ nói. Kính thưa, theo thiện ý của con thì quan tướng cần nên nghĩ kỹ xét suy về việc ngự sử đại nhân. Hành động vừa qua mà quan tướng nghĩ tình, tha cho người bóc trần một danh thần trung can, rất được lòng dân. Nếu được như thế thì từ ngoại thành trăm họ cho đến cung nội triều đình, nặng nề sẽ giảm bớt, căn phận cũng nhẹ phần lo, đó là điều có lợi cho ta. Vì hiện nay quan tướng cần phải quy tụ trăm họ dưới trướng để cùng lo cải việc tế thế an bang. Chính ta cũng giữa đắn đo suy nghĩ thiệt thần, lời của con là lời của xã tắc gian sang. Việc này ta nghĩ lại tính cho ra những điều nói hại. Được trên quan tướng đoái thương, cho con góp phần tin mật xin nói lên điều chân thật. Ôi. Dạ, dạ thêm một việc. Trên đường đi, con thấy quân ta di động khắp nẻo kinh kỳ, khí thế bừng bừng như sóng dậy. Con đoán chừng đế đô sắp có động binh. Phải, ta có ý định tiền sứ hậu binh. Con biết sớm muộn gì quan tướng cũng sẽ tiến công. Vì vậy, lòng con không yên, cứ mãi băn khoăn lo nghĩ. Con lo nghĩ điều chi? Sao con chẳng yên lòng? À, hay là con lo ngại ta chẳng thành công chăng? Dạ, con đâu biết gì về binh thư đồ trận, con đâu dám làm bàn đến chuyện đao binh. Con chỉ băn khoăn về phía triều đình, trong lúc muôn dân sục sôi bầu máu nóng, khắp mọi nơi đang sửa soạn tiến công, thì vốn triều trung có kẻ lại tìm phương hòa hiệp, trong đánh xuôi mà kèn thổi ngược, hiệp hòa lên ngôi thiên tử, chẳng chịu theo về với muôn dân. Đã xa trăm họ chẳng hề lo nghĩ đến nay, chỉ lo việc thân với kẻ thù, ngày ngày vui với dân vì ngoài thành có lắm thương đau, lòng không màng nhân sinh, nói chi đến bọn nào đó biết nước buồn nôn.
nằm gai chỉ có dần ngủ không yên được giấc dài miên man mong sao đuổi được phương xâm lăng muôn đời muôn thu với quân xâm lăng chúng thường mưa kê hiếm sâu các chi chuyện xưa mỗi nghĩ hòa hòa mà thương súng trên tay lần 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 chiếm non sông ngài đành ngồi yên sao tiếc thay ít được người nhìn rộng xa lại nghĩ rằng con nghĩ sao hãy nói đi con nghĩ rằng muôn dân cần có một đấng minh quân nhưng dù cho có một bậc minh quân mà đức vua bị bao vây giữa hoàng thành dốc cao dòi dòi ngài lại bị giặc xâm lăng phong tỏa khắp nẻo kinh thành thì thử hỏi dân làm sao đến được với vua vua làm thế nào hiểu triệu được thần dân yêu nước theo con nghĩ thế nào dạ theo thiện ý của con quan tướng tìm cách nào đưa đức vua ra khỏi vòng cương tỏa của quân thù làm thế nào đưa đức vua về với trăm họ về với muôn dân giữ được lòng dân đánh đuổi bọn lang sa à con đã gặp ý của ta rồi đó nhưng tất cả đều phải giữ kín như bưng nếu tiết lộ ra ngoài ta không dung thứ lệnh ta đến trại cẩm y đây sự ai ta đây à chào quan tướng chim đại bàng tung cánh giữa trời cao sao lại còn quan tâm đến chiếc chòe sáu sậu tâm thân nghìn vàng muôn họ tại sao lại đến trong ngục tù ngủ tối chỉ do muôn tiếng dỗi hờn tức là ông còn quốc hận hành động của ta chăng thưa phụng tôi đâu dám phụng tôi chỉ tự trách mình sao lại qua nông nổi ương gạt nóng nổi ương gàn kim hồng ngang dọc giữa trời xanh thấy chuyện bất bình ra tay can thiệp đó đâu phải là chuyện ương gàn chim hồng phùng tôi đâu dám sánh mình với chim hồng mà chỉ là cánh chim nhỏ nhoi đơn độc chẳng biết lực sức mình chỉ là một ngữ sử hạ quan để phải mang họa vào thân châu châu nước trước xe mà liều lĩnh dương càng để rước lấy nguy nàng bởi tài sơ chi thiện sao không thủ lấy thần đâu còn dám quán tàn biết tự trách mình đó là việc đạo tu thân những lời lẽ trách thần e chẳng được xưng danh phải minh bạch rõ ràng mới nên bậc hiền nhân đứng giữa trời cao thẳng tắp ngọn bách cường dầu cuồng phong bão táp nào há dễ lung lay ta đến đây tỏ thật cho ông hay hành động của ông tuy chương chút hàm hồ nhưng đã rõ tất lòng và nghĩa khí đã khơi dậy trong ta cảm phục và lòng tin xin đa tạ ân tình lượng cả của tướng quân một kiếp chính đại thần lại phủ dụ tội nhân lời lẽ khá nghĩa tình ắt có ẩn ý gì đây hay đã đến lúc rồi chăng trước giờ phục thọ hình được nghe lời an ủi của phụ trách đại nhân nếu để chém đầu ông thì ta chẳng đến đây để làm gì cho nhọc sức ta chưa điên rồ đâu để phải mang tiếng giết chết một người cương trực phan ngữ sự
ông còn oán hận ta chăng? Thưa Phùng, tôi đâu dám. Ngự sự, xin hỏi ông, ta trục phế ưng chân dục đức, đó là sai trái chăng? Phùng, tôi không nghĩ thế. Vậy tại sao giữa triều đình ông lại liều thân phản đối với tôi? Phùng, tôi không chịu nổi sự chuyên quyền, lòng cương trực buộc tôi phải thế. Cương trực? Cương trực? Ta khen ông cương trực đó, nhưng ta chê ông chẳng thấy rõ ngọn nguồn. Cương trực của ông là vô tình bảo vệ cho những kẻ ương hèn thỏa hiệp mưu toan ba nước. Ông có thấy điều đó hay chăng? Thưa Phùng, tôi đã thấy. Thế tại sao? Tại sao? Ôi, giữa một triều đình phủ bại, ta đốt đuốc giữa ban ngày cũng không tìm được một kẻ đồng tâm. Quan tướng cần tìm một kẻ đồng tâm. Phải, ta cần có người đồng tâm quyết để giao cho sứ mạng. Sứ mạng? Một sứ mạng vô cùng quan trọng và cũng thật vất vả gian nan. Ngự sự, ông là người thẳng thắn can trường, vậy ông có dám xả thân vì nghĩa cả không? Xả thân vì nghĩa cả? Dám? Không dám. Phùng, tôi chỉ là một kẻ tội đồ. Ta sẽ tha ông. Đa tạ quan tướng. Và sẽ cách chức ông đuổi về Nguyên Quan, để không còn ai phản đối giữa triều đình. Không, không phải thế. Ông chưa hiểu hết ý ta. Phục chức và giữ ông ở lại triều đình chỉ làm hại thân ông mà thôi. Thưa quan tướng, tại sao lại làm hại? Bởi vì nay ta không giết ông, mai kia sẽ có kẻ khác giết ông. Người cương trực không có quyền hành trong tay, ắt sẽ bị kẻ gian tà âm mưu ám hại. Ý của ta là muốn thả hổ về rừng. Thả hổ về rừng? Phải, vì hiện nay tình hình để đối với sống trang lửa vậy. Quân dân đã sục sôi bao nhiệt huyết, bởi lũ lan xa bạo ác hung tàn. Quan tướng, ôi thật là đại phúc cho sang hà xã tắc. Núi sông Hồng Lạc đã nung đúc nên một dũng tướng kiêu hùng. Tôi vẫn tưởng mình là chính trực quang minh, mà trong xử sự lại hầm hồ đáng trách. Càng nghĩ lại càng thêm hổ thẹn, đứng trước tướng quân như ngọn Thái Sơn hùng vĩ. Phùng, tôi chỉ là đồi con nhỏ hẹp thấp hèn, đầu trần nắng lửa, trước dần nhật nguyệt hào quang sáng chói. Phùng, tôi chỉ là ngọn đèn mờ leo lét giữa đêm trường. Cây nghĩa
quân vương làm tôi đâu dám khinh thường. Có qua cầu thiệp nghĩ sưng do bạc đầu, mới thấy mình còn khờ dại chưa hiểu nông sâu. Dân nước hôm nay cần phải có một đấng minh quân thật sự, vì dân vì nước. Tôn tướng quân là người thật sự yêu nước, lại bị ngờ quan là hiếu chiến gây thù. Hiếu chiến gây thù. Việc làm của thuyết này còn có trời đất chứng minh, ai muốn nghĩ thế nào sau này còn có lịch sử chép ghi. Chúng đã gây chiến chiếm miền Nam rồi miền Bắc, không có hiệp ước nào mà chẳng ghét điều mình. Tôn tướng quân ơi, một dân tộc bị áp bức bị xâm lược, quyền kháng cự đó là lẽ tất nhiên. Chẳng những ở nơi đâu bất cứ lúc nào, đừng hỏi chi trước mặt đế đô, chỉ cách một con sông hai bờ đối diện. Sư giả hòa bình mà có cả mấy ngàn quân lính, lại còn đòi hỏi giải tăng quân đội của nước ta. Trước không biết nên còn nghi ngờ, nay đã rõ. Phụng tôi xin tự nguyện xả thân vì đại nghĩa, tôi sẽ làm quý tên đồng ba ngành thời cổ đại. Còn ngài là cánh cung kỳ diệu, thẳng cánh buông đi theo những tháng năm dài. Hay lắm, hay lắm ngự sử ơi. Xin hãy vì đất nước quê hương, nghĩa sĩ Phan Đình Phùng, đây hãy nhận lấy hổ phù lệnh tiễn. Xin bái biệt, chúc thành công. Tôi đại quý anh mẹ đã bắt mất Ngọc Hương rồi. Hả? Quý an xa cậu trệ, đảm thiếp hãy dùng trảo long xích và truyền cho quân Phán Nghĩa dây bắt cho được tên đại quý anh mẹ. Chào cô em. Ồ là lá, cô em hôm nay đẹp lắm. Cảm ơn đại tá. Đại tá, ngài có vừa lòng không? Vừa lòng chuyện gì? Cành hoa tươi thắm em đã mang về cho đại tá đó. Ngọc Hương à? Vâng. Đẹp lắm, đẹp lắm. Đúng là viên ngọc nước Nam. Nhưng tiếc vì nàng thuộc diện con tinh, ta chỉ được phép nhìn mà không được hưởng. Thống tướng đơn nghiêm xuống chào Bắc.
Có gì lạ không cô em? Dạ, có tin mới của triều đình. Tin gì? Cô em hãy báo ngay cho ta biết. Thưa ngài, sau khi ân chân dục đức bị hai ông Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường xe kêu dựng lãng quốc công, tên quý là Hồng Vật kế vị Dực Tông, bước lên ngài lấy niên hiệu là Hiệp Hoàng. Nếu đúng như lời cô em đã thuật thì triều đình quê đang có nhiều biến động, nhưng không hiểu ông vua mới lên ngồi có chịu cùng ta thực hiện bản nghị hòa. Theo em biết thì vua Hiệp Hòa Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết. Không sao, đó là những kẻ đem trứng chọi đá. Ta tin vua Hiệp Hòa không dạy gì để cho những tên dài đừng tốn giải ấy làm việc đó. Thưa thống tướng và đại tá, tuy triều đình đang bận rộn về việc phế lực, nhưng cũng có sứ giả của bà Từ Vũ đã đến và đang đợi bên ngoài. Cho mời vào. Chào ông sứ giả. Xin kính chào ngài thống tướng. Tôi vâng lệnh Đức Thái Tử trao lên thống tướng lá mật thư này. Quốc mẫu tôi còn dặn thêm, tôi thưa với ngài thống tướng và ngài khâm sứ rằng quốc mẫu tôi mong muốn cho sự giao hảo giữa Đại Pháp và Nam Triều luôn luôn tốt đẹp và vững bền. Tốt lắm, mật thư cũng chứng tỏ điều ấy. Xin ông nói lại với quốc mẫu rằng Đại Pháp luôn luôn tôn trọng điều tín nghĩa, Đại Pháp sẽ bảo hộ nước Nam một cách tốt đẹp. Đối với Nam Triều, Đại Pháp hứa sẽ giữ mọi đặc quyền đặc lợi y như trước nay, không mãi mãi suy xuyển. Bà quốc mẫu có thể an tâm về điều này. Đa tạ ngài thống tướng và ngài khâm sứ, tôi sẽ tâu lại với quốc mẫu. Nhân tiện tôi sang đây, Đức quốc mẫu có gửi kính điếu sứ quán chúc hòa mọn, xin ngài thống tướng và ngài khâm sứ vui lòng tiếp nhận. Sứ quán hết sức cảm ơn bà Thái Tử và nhà vua. Xin ông nói lại giùm chúng tôi. Thưa dân, tôi đã hết phận sự. Mọi việc tiến hành về sau, mật thư của quốc mẫu đã nói rõ. Tôi xin được cáo lui. Kính chào ngài thống tướng và ngài khâm sứ. Chào ông, chúc ông mọi điều tốt đẹp. Nếu đất nước Nam được bảo hộ thì công ông chẳng nhỏ. Xin đa tạ. Thưa thống tướng, em rất e ngại. Cô em, trên bước đường công danh của bản chức thì bao giờ cũng thành công. Nơi nào bản chức đến, ngôi sao của bản chức không hề bị lu mờ. Hôm nay ta có cảm tưởng ngôi sao của ta sáng rực cả bầu trời. Thống tướng, thống tướng nói đúng, ngôi sao thống tướng sáng rực cả bầu trời. Đại tá, hôm nay phái bộ triều đình Huế đến hội đàm chứ? Thưa thống tướng, ông Tường sẽ đến, còn ông Thuyết thì không chắc. Tại sao? Vì Tường là thượng thư bộ lại quan văn, còn Thuyết là võ tướng. Hơn nữa ông ta là người rất tinh ranh và cẩn thận. Có phải quân của ông Thuyết bắt giữ đại quý anh bè không? Dân, quân phấn nghĩa do con ông ấy là Tôn Thất Đạm và Tôn Thất Hiệp đã chỉ huy bắt đại quý anh bè. Ông Thuyết chịu trao đổi chứ? Cũng may là ta bắt được Ngọc Hương, cung nhân quý yêu của bà Từ Vũ. Ta dùng áp lực của bà ấy để sai khiến Thuyết. Bà Từ Vũ sai khiến Thuyết được không? Trong một chừng mực nào đó, Thuyết còn nể nang bà Từ Vũ. Tức là đến cái mức nào đó, Thuyết sẽ không nghe theo lệnh của triều đình và Từ Vũ, phải không? Chính Thuyết đã phế vua và lập vua,
Có lẽ ông ta thấy không cần hạ bệ người đàn bà già nua được coi là quốc mẫu. Ông ta là người quyết tâm chủ chiến. Công bằng mà nói, về mặt nào đó ông ta là người có tâm huyết và lòng yêu nước thật sự. Tôi có cảm tưởng rằng đúng thế, ông ấy cũng không nghe chứ đừng nói chuyện với bà Từ Vũ. À, một con người đáng nể, xứng đáng là đối thủ của ta. Đại tá Sapo, phương pháp tốt nhất là dùng vua của Thuyết để diệt Thuyết. Thưa thống tướng, nếu chẳng thành công trong cuộc hội nghị hôm nay, nếu Tường chịu ký vào bản hòa ước thì thôi. Ngược lại, ta sẽ giữ Tường. Giữ Tường tức là ta kéo chân của Thuyết dẫn sát tới đây để xuống tay ký vào bản hòa ước. Đại tá hiểu ý ta rồi chứ? Dần hiểu. Nhớ, khi nào ta quăng ly rượu là xông ra bắt Nguyễn Văn Tường. Rõ. Lặp lại. Khi nào thống tướng quăng ly rượu, chúng tôi xông ra bắt Nguyễn Văn Tường. Bắt được Nguyễn Văn Tường là Tôn Thất Thuyết sẽ dẫn sát đến đây ký vào bản hòa ước. Thưa thống tướng, có sứ bộ nước Nam đến. Đại tá, cho nổ đại bác. Thưa thống tướng, tôi chưa hiểu ý ngài. Để thị uy sức mạnh của đại pháp bằng từ ngữ tiền lễ đại pháo, hậu lễ tiếp kinh phái bộ triều đình Huế. Sau đó, nếu cần, ta sẽ biến đại lễ thành hậu lễ, đại pháo tiễn đưa họ về diêm điện. Ông hiểu? Dần dần hiểu. Pháo binh, thập trận, phơ! Thống tướng của sứ bộ triều đình Huế đến. Mãi mê đốc thúc việc bắn thần công để chào đón các ngài nên tiếp đón chậm trễ, xin các ngài thư lỗi cho. Chúng tôi cũng không ngờ là sự đón tiếp của thống tướng nồng hậu như thế, bằng cách bắn những viên đại bác nổ tung trên đất Việt. Xin mời, xin mời. À, tôi hân hạnh được tiếp ai đây? Thưa ngài thống tướng, đây là ngài thượng thư bộ lại. Còn kia là bộ tùy của ngài thượng thư bộ lại. Thì ra tôi hân hạnh được gặp quan thượng thư bộ lại, kim đệ nhị phụ chánh Nguyễn Văn Tường. Còn tôi, hẳn quan khâm sứ đời Sâm Ô đã cho các ngài biết, nhưng tôi cũng xin tự giới thiệu. Russen đời Cô Si, thống tướng kim quản mọi mặt của quân Viễn Chinh Pháp Quốc, cả xứ Bắc Kỳ lẫn Trung Kỳ, quân chương danh dự bội tinh nước Pháp. Tôi yêu cầu cuộc hội kiến với hai ngài thượng thư kim nhiếp chính đại thần và viện cơ mật để bàn chi tiết lễ chuyển giao theo hòa ước dự ký năm 1884. Đồng thời cũng xin được cùng các ngài trao đổi việc đại quý anh Bè đã bị quân phân nghiệp bắt giữ. Và theo thỉnh nguyện của Thái tử Thái hậu, có sự công bằng là trao đổi với anh Bè với cung nữ Ngọc Hương đã bị quân của các ngài vô cớ bắt cóc hiện ở nơi đâu? Được, việc ấy ta sẽ tính sao. Còn bây giờ ta hãy đi sâu vào vấn đề. Tôi muốn hỏi, tại sao ngài thượng thư bộ binh Tôn Thất Thuyết, người mà cá nhân tôi từng nghe nhắc đến nhiều lần,
hôm nay là không đến. Quan lớn thượng thư bộ binh Tôn Thất Thuyết bạo bệnh vì phong vũ bất kỳ nên đã cáo lỗi vắng mặt. Điều này chúng tôi đã báo cho ngài khâm sứ Sambo biết trước rồi kia mà. Xin lỗi, tôi đã biết điều đó, nhưng tôi hỏi là mong được hiểu thêm. Phải chăng những việc khó khăn chỉ riêng mình ngài là người đứng mũi chịu sào? Việc của ai người ấy đảm nhận chứ, thưa ngài thống tướng. Nước Đại Pháp vinh quang và kiêu hãnh, còn tôi là thượng thư bộ lại coi về việc ban giao, đó là phận sự của tôi. Tiếp đại bàn bạc với sứ thần, trách nhiệm tôi phải chu toàn đảm đang. Còn tướng quân Tôn Thất Thuyết thì coi về việc quốc phòng, giữ gìn cương thổ chống quân thù. Tôn tướng quân là thượng thư bộ binh. Ngài vừa cho hay Tôn tướng quân thượng thư bộ binh đang lâm trọng bệnh, tôi không trọn lời ngài phân bày, ắt có ân tình về phía bộ binh. Thượng thư bộ binh không sang đây hẳn cũng có thể vì bị bệnh. Tôi biết ông ấy thường hay vắng mặt trong những buổi chầu vua ban lệnh. Nếu vậy thì chúng tôi phái bác sĩ sang Huyền Tĩnh lâu để khám bệnh. Bác sĩ chúng tôi vừa giỏi vừa tận tụy, sẵn lòng đem hết tài ra để mà điều trị. Xin hết lòng cảm ơn sứ quán, nhưng biết định là ở Tôn tướng quân. Nhưng theo tôi nghĩ thượng thư bộ binh trước nay không quen dùng loại thuốc Tây. Quan phủ chánh chỉ khéo léo trong cách nói thôi, chứ tôi thì không tin rằng ông thuyết bệnh. Thưa ngài thống tướng, ngài có quyền không tin, cũng như quan lớn thượng thư bộ binh cũng có quyền không tin vào sự ngay thẳng của quân đội Đại Pháp. Cho nên tôi... Không có khổng. Xin lỗi, đây là nghi thức ngoại giao. Nghi thức ngoại giao hay là nghi thức của thần công Đại Bác? Tôi nghe nói ngoại giao cũng thường hay tráo trở lắm, thưa ngài thống tướng. Ông là ai? Tùy hộ của ngài phủ chánh. Tên gì? Trương Trọng Bình. Trọng Bình nào? Có phải dòng dõi Trương Công Định kiếm mạc loan loáng làm rực sáng rừng lá tối trời, ở Gò Công Đồng Tháp khắp miền Nam ai ai cũng nghe danh? Phải. Dòng dõi Trương Công danh xưng Trọng Bình, giang lưng qua danh sứ xanh lưu truyền nguyên soái Bình Tây. Đục pháo sông tên tức gươm chém đầu quân thù, hãy kinh quân giặc hàng đầu. Xa trường là mồ quân thù, Mỹ Tho bắt giết quan Tây ngập tràn thay phơi. Ràng ơi qua danh thì ra ngài là dòng dõi Trương Công Định, danh lừng thiên hạ đại soái Bình Tây, quy vũ gian dội khắp nơi nơi, đã làm cho Đại Pháp phải chịu tổn thất nặng nề. Khá lắm, cảm kích dũng khí của tướng quân. Lên, mang rượu ra để ta đãi anh hùng đất Việt. Tôi đi đây có tớ có thầy, xin cho hỏi lại ngài phủ chánh. Thật lễ nghĩa thâm cao, được tùy tướng quân. Kính bẩm ngài phủ chánh, nay thống tướng có lòng đối tượng, ngụ ý tặng rượu quý, nếu ngài cho phép tôi dùng, còn không thì... Tướng quân, nay thống tướng mời rượu vì nghĩ đến quy danh của Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Công. Được, ta cho phép tướng quân dùng, và hãy làm rạng mặt nước Nam. Xin tuân lệnh. Đây tứ bôi mẹ nồng sôi tràn, như sôi tức lòng kẻ sĩ phu trong thời loạn. Vì nước Nam của muôn dân Nam, tua kiến thiên sang hà, nghĩa trung càng vững vàng.
bền lòng, xa trường không nan chi, chấm quân ngoài xa. Khá, khá lắm. Đường gươm cho phá trương công, thật đáng mặt anh hùng. Vì dân trong nước lưu danh, mà ta đã xem xứ trời Nam, cùng chung sức chống quân ngoài xâm. Từng ngày ngôn ta kính chúc với đường tung hay, dễ dàng giống dòng Lạc Long. Hoàng Phụ Chánh, ngài nghĩ sao? Người tùy hầu của chúng tôi hành động như thế là đúng đó ngài thống tướng. Nếu nghị trường biến thành chiến trường, chúng tôi sẵn sàng mạng đối mạng. À, không 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 không. Thật cảm lòng ngài ban cho rượu quý, nhưng tôi tài sơ trí thiện, chưa đáng được lòng hậu đại của quan cao. Tên của ngài đã lừng lẫy Á Âu, nay rượu quý xin mời ngài uống cạn. Còn việc trao đổi thì sao? Ở ông Phụ Chánh, chúng tôi cần gặp cung nữ Ngọc Hương trước khi đưa đại quý anh bé vào đây. Lên, đưa Ngọc Hương tới đây. Quân, đưa đại quý anh bé đến đây. Ngọc Hương, chúng hành hạ em nhiều lắm phải không em? Ngọc Hương, trong một mình dù tan nát xác thân, em đã nguyện một lòng son sắt. Hãy đối mặt với muôn ngàn khốn khó, đừng vì em, đừng vì em mà quên nghĩa cả sơn hà. Không, Ngọc Hương, anh sẽ đưa em vượt mọi gian trung, mặc cho bão tố phong ba, những tay chèo chống cùng quê hương vượt sông. Chàng ơi sao đến nơi này, dòng tay nón biến đôi ta thoát lìa nhau. Ngàn khơi đại dương nở qua tươi màu, nắng chiều mượn rồi sao không giữ lòng tin. Ngọc Hương hoàng hôn khe bao em, lòng ta không mang lòng khi nhìn xác thân người. Cao dài mình chứng cho lòng, dù bao tan tóc lòng đông trong mình. Chúng ta hãy tiến hành cuộc trao đổi. Không, hãy trả tôi về hầm đá trong bóng tối, nhưng tôi vẫn hát bài ca đất nước. Cánh chim sương dù ở đảo tuyết hay rừng quan, chìm nổi dần dương dù ở chốn thủy cung, nhưng nắng nhỏ vẫn trải dài trên đất mẹ. Không, không có cuộc trao đổi nào xảy đến. Thông tư đại quốc sư đời sâm bồ cu tập giới. Đại quý anh bé, bình tĩnh, bình tĩnh. Thượng thư, có xá gì đâu một cánh chim sư. Tôi trở về hầm đá đây. Ngọc Hương, đừng làm thế không nên. Tánh mạng nạc rất cần tự nghĩa quân ta. Hãy ngậm đắng nuốt cay trở về cùng dân tộc. Mối hận này ngàn thở không phai. Thưa ngài thống tướng, chúng ta tiến hành cuộc trao đổi. Cuộc
trao đổi bắt đầu. Thưa ngài thống tướng, cuộc trao đổi đã xong, chúng tôi xin cáo biệt. Hoàng Phủ Chánh, còn lễ bàn giao theo hòa ước thì sao? Bàn giao theo hòa ước? Đến giờ này mà các ngài còn nói đến hòa ước được? Hòa ước mà đâu đâu cũng thấy các ngài làm điều bất nhân, hòa ước mà đâu đâu cũng thấy đốt nhà cửa, hãm hiếp vợ con người, làm điều vô đạo. Thôi các ngài ơi, đừng bao giờ nhắc đến hòa ước nữa. Xin kiếu ngài thống tướng Túc Hạ Trọng Bình lui. Quan Phụ Chinh, cảm tạ ngài thống tướng. Xem như việc nghị hòa hôm nay không có điều gì đáng tiếc xảy ra. Xin cáo biệt. Thằng khốn nạn Sambo. Ô thống tướng, theo tin tức tôi thu thập được, vua Hiệp Hòa đã bị bức tử, vua Kiến Phúc đã bị đầu độc để lập lên vua khác. Ai lên ngôi? Hàm Nghi. Hàm Nghi. Hội nghĩa sĩ Cần Dương, đất nước quê ta tự hào mấy ngàn năm xây dựng, nay giặc phú ngông cuồng xâm lăng bờ cõi chiếm non sông, con cháu dòng tiền đứng lên phất cao ngọn cờ hồng, đánh đuổi quân thù giành lại non sông. Giành lại non sông. Thượng đế ơi, con đã thua Trí Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết rồi. Đại quý anh bè, dạ, bằng mọi cách phải bắt sống cho được Tôn Thất Thuyết. Còn thằng mọi Trương Trọng Bình, thằng đánh như con Trương Trọng Bình không đáng kể. Pháo binh chuẩn bị pháo. Tâu Đức Bà, Hoàng Thượng Giá Lâm. Quốc mẫu, muộn tâu quốc mẫu, giặc phú sắp tràn vào thành nội, hung hăng như bầy lũ sói lang, kinh thành dẫu rơi vào tay giặc, chưa phải là mất cả gian sang. Còn kính thỉnh quốc mẫu chuẩn bị kiếp lánh nạn, cung nữ hãy mau sửa soạn cho quốc mẫu lên đường. Các ông phụ chính đại thần đâu, trần tiến thành đâu? Muộn tâu, đệ nhất phụ chánh đại thần đã quy tiên rồi. Trời, ông ấy đã chết vì sao? Tâu Đức Bà, quan lớn bị hành thích. Dương Điệt, phải chăng chuyện này con đã biết? Dân, con đã biết việc ông Thành bị hành thích, đến sau này sẽ luận việc điều tra. Điều tra, điều tra. Còn ông Tường, ông Thuyết đâu? Thưa quốc mẫu, còn ông Tường và ông Thuyết đang chỉnh đốn ba quân. Quốc mẫu đi cùng ông Tường, đưa cung nhân sang ta túc tại Thiêm Lăng. Con và ông Thuyết cùng ba quân thẳng đường lên Tân Sở. Đây mảnh đất tổ tiên ta dựng nghiệp, nay phải đành rời bỏ ra đi để tìm phương lánh nạn. Kinh thành biệt xa, đế đô di hận giặc thù lan xa, lê chân đến tận
đất Tây tràn ngập phủ dây. Tìm thấy nghĩa hòa cho yên non nước nghe, để nóng nỗi này quất pha gia dân. Quất mẫu ơi bình tâm vững già, vì bởi nặng lo tìm phương chống giặc. Vì bôn nén dần nung sôi lửa hận, thừa thế giết thù giành lại non sông. Chúng lưng đau cật diệt phương giống đô, kinh đô khói lửa ngập tràn. Quốc mẫu ra đi để bảo trọng thân già. Không, ta không đi đâu cả. Muôn tâu hoàng thượng, kính bẩm đức bà, nhị vị phụ chính đại thần đang đợi hoàng thượng chuẩn bị buôn hành, cùng thỉnh lĩnh bà thái tử di giá. Ta có chống ai đâu mà bắt ta phải đi, ta không đi đâu cả. Quốc mẫu ơi, trong cơn quốc biến mọi người đều phải lo toan. Giữa cơn binh lửa súng đạn vốn vô tình, giặc vua không phân biệt đánh ai không. Xin quốc mẫu kiếp lắng xa dòng lửa đạn mới vẹn toàn ngọc thị. Ngọc Hương, hãy khuyên nhủ thái tử cho bà vững dạ, và khẩn cấp báo cung nhân thủ xếp hành trang. Còn xin phép quốc mẫu ra ngoài cùng nhị vị phụ chính sẵn sàng đợi lệnh, chờ quốc mẫu lên đường, việc nguy cấp không còn trì hoãn được nữa. Ta mệt lắm rồi. Muôn tâu đức bà, xin đức bà định tĩnh tâm thần, cần kiếp lên đường lánh xa lửa đạn. Tất cả xuất cung cùng với lĩnh bà. Ngọc Hương, cả con và Dương Điệt ta cũng quyết. Muôn tâu, thế giặc đang lên, ta tạm lùi để bảo toàn tìm phương lánh nạn, chờ ngày khôi phục giang sang đại việt. Ôi hàm nghĩ cháu ta tuổi đời còn non dài, không lượng thế giặc quân binh muôn vàng, sức cháu chống xe làm sao chống lại giặc phố lan xa. Nhưng thôi, đến nước này rồi, ta đành cho sâu mạng nơi trời. Ngọc Hương, dạ. Con hãy truyền cho cung nhân thu xếp y trang tây nhuyễn, cùng ta lên đường đến Kim Lăng lánh nạn. Ngọc Hương, kìa, chưởng quản tướng quân, tình thế đang sục sôi, ngài còn đứng đó. Giặc vũ sắp tràn vào kinh thành, vậy mà không hiệp cùng toàn dân chống giặc lan xa. Hay là ngài định mãi theo đuổi những ý nghĩ nông nổi của ngài hay sao vậy? Ngọc Hương, nàng muốn nói? Tôi muốn nói, non sông ta hiện nay như con thuyền chồng chành, sắp chìm đắm giữa ba đào, mà ngài không có chút gì biến chuyển hay sao? Ôi, đất nước đang lâm nguy thân trai dũng tướng, người có thể nhìn nước mất nhà tan sao? Bao thống hận ngập tràn lòng dân Việt, luôn bấy ai mang gươm làm cho thân liệt hư danh. Thế mà cũng gọi là quân tử anh hùng, điểm mặt quốc thân cùng giặc vũ. Ngọc Hương, ta tự biết mình vì mưu cầu địa vị cao sang, nên đã mang nhiều tội lỗi. Mẹ ta nay đã chết về tay giặc phu. Ngọc Hương ơi, ta mong chuộc lại lỗi lầm trong cuộc giao tranh. Ta mong được sửa đổi sai lầm. Ta nhục nhã xót xa khi làm tay sai cho giặc phu. Ngọc Hương, dường như nàng có vẻ nóng lòng, có ý muốn ngóng trông ai. Phải, tôi đang mong chàng. Chàng đã hẹn cùng tôi mà sao chưa thấy đến? Phải chăng nàng muốn gặp Trọng Bình để cùng người yêu lánh xa dòng lửa đạn? Không, chàng còn có bổn phận người trai trong thời loạn. Còn tôi, nhiệm vụ cung nhân chỉ bảo vệ đức thái tử. Tôi ao ước được cùng chàng sát cánh chen vai. Ngọc chân ngoài sân, chúng quê ta qua.
trong giữ gìn làng quê. Người dân Nam lòng tin sắp xa chân vực sâu, nhưng vững lòng biết ra lỗi lầm mà hồi tâm. Ngọc Hương ơi, ta biết mình mang nhiều tội lỗi, phản bội quê hương theo giặc phú tham tàn. Cây chết của mẹ ta như lưỡi gươm xuyên vào trái tim của kẻ sai đường. Từ hôm đó ta bắt đầu căm thù con rắn độc Kiều Thu, ta thù hận bọn tàn bạo lang xa. Ta xấu xa nhục nhã những lúc làm tải sai cho giặc. Ta mong có ngày ta lỗi và phải làm gì để khỏi hổ thẹn thân trai. Thì nay đã đến lúc góp sức liều thân vì nước diệt lũ xâm lăng gây thống khổ làng tràn. Tôi rất vui mừng khi tổ quốc đang cần một đứa con biết hối hận quay về quê gia đất tổ. Chẳng những thế mà giờ đây ta sẽ giúp nàng gặp lại người tình yêu dấu. Chừng đó ta xem hạnh phúc nàng là hạnh phúc của riêng ta. Ngài chứng quan, tôi xin kết quả ngậm dành. Thâm tình, tôi nguyện có một ngày báo đáp ân sâu. Ngọc Hương, Ngọc Hương, Ngọc Hương. Ông chứng quan, đứng lại. Kiều Thu, vì mi mà mẹ ta phải chết, vì mi mà ta làm tay sai cho giặc phú phản bội quê hương, thì nay mi phải chết. Ngài trưởng quan, nàng đến đây làm gì? Đến đây làm gì? Làm gì à? Bốn cửa thành đều bỏ ngỏ, lính thị vệ của ông quả là lũ nhát gan ăn hại, đã ném giáo gươm chuồng đi mất hết, ông còn đứng đó như kẻ nằm mơ. Giữa cơn quốc biên lẫn lộn thao vàng, hoàng cung tích trữ châu báu ngọc ngà, ngân khố bỏ không, Kiều Thu đến nơi dơ vét ngọc châu. Thế còn hoàng thượng và bà thái hậu ngự ở nơi đâu mà ông đứng đây? Thôi đi chớ nói chuyện bạc với tiền, ta này đã chán thấy thói đê hèn. Cô còn nọ kia ta quyết không dung, hãy mau cút đi. Đổi giọng lại còn hăm dọa nữa chứ. Tôi chẳng phải ai sợ ông đâu. Người phú sắp vào tới đây rồi, ông liễu hồn mà dịu võ dương oai với tôi. Ngọc Hương, em biết ngân khố ở đâu không? Vàng bạc chứa nơi nào? Nè, dẫn chị tới đó đi. Chị em mình chia nhau, chị bãi em ba, được không? Ít hả? Vậy thì chị sáu em bốn. Chị Kiều Thu, giặc phú đã tiến vào triều nội thì chỉ cần gì dơ vét bạc vàng, đã đem thân lọt lách bọn lang sa. Khi giặc chiếm nước, chị sống phủ phê trên cấm hoa nhung lụa. Tôi khuyên chị nên ăn năn thức tỉnh, nhận định đâu là lẽ phải đường ngay, quay đầu về với đất nước cha ông. Tổ quốc sẽ tha thứ cho đứa con biết ăn năn hối lỗi. Ngọc Hương, phải, ta phải trở về quê cha đất tổ. Đúng rồi, đi, đi, đi. Đi, đi để rồi cố rách áo ô mặc. Thôi, ta đến đây chẳng phải để nghe những lời dọa nạt. Chỉ có bọn dân đen khố rách mới tin những lời ma mị. Dân Nam tài, dân Nam giỏi, sao không dương lên đánh ta người phú? Lại đi nhúc hèn bỏ chạy lên giọng kêu căng. Nè, người phú đi đến đâu tất cả
cả nơi nơi đều khuất phục cúi đầu. Chỉ riêng có mảnh đất cỏn con này với những kẻ ngông cuồng mà dám chống lại quan Tây giặc phú. Người phú đang ở sau lưng ta kìa. Nguyễn Cung, liệu hồn muôn gương quy phục, ta sẽ cố xin tha tội để mạng sống được an toàn. Kiều Thu, thôi hãy im đi, chớ nghênh ngang lắm lời kiêu ngạo. Chúng ta giàu đến phút tàn hơi, khí tiết chẳng nhuốc nhơ. Lời lẽ khuyên mi mau kiếp nghĩ suy, hồi đầu hướng thiện xa lánh bọn lam xa trở về đất tổ quê cha. Khi trước đây ông cũng cúi lò người phú lang xa, nay lại dở giọng dài đời mà chẳng biết hổ ngươi. Ta vốn ghét bọn vua quan, cả lũ giàu sang quý tộc, tất cả lợi lộc dành riêng còn toàn bán cả vàng sang. Chỉ Kiều Thu, sông núi có đổi dời cũng cho lòng người nông cạn nghĩ suy. Chỉ nên nhận thức rõ ràng, chỉ bình tĩnh hồi tâm để nhận rõ đâu là sự thật. Sự thật là đây cả bọn vua quan tìm phương tháo chạy. Ngọc Hương, phí lời làm chi với một kẻ vô tâm. Khoan, dừng tay lại đi, quân ta đã tới kia rồi. Kính thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu xuất phong. Ngọc Hương, đảm thiệp, hộ giá Thánh Hoàng thẳng đường lên Tân Sở. Nguyễn Cung, trở mình cùng ta đoạn hậu. Không kịp nữa rồi. Lên, hãy bắt sống Tôn Thất Thuyết cái bạn.
quân quá lo cho dân cho nước, cũng hãy nên bảo trọng mình rồng. Dân là nước, nước là dân, dân tàn nước mất, nước nhục dân nô. Cảm kích thay lời nói bậc minh quân. Đúng tuổi còn nhỏ mà trí hơn người thập bội. Nếu trước ba quan và ta thấy rõ như phụ chính đại thần, thì giang sơn hôm nay đâu có đến đổi phải sắp rơi vào tay giặc phú. Ký hòa ước còn giữ được giang san, hài hiếu chiến để có đồ sắp mất. Muôn tàu, bệ hạ muốn nói gì, vô thần chưa hiểu ý. Phan ngự sự, dạ, khanh hãy cho ta biết lời truyền khẩu của thiên hạ. Nhất giang lượng quốc, nạn ngôn thiết, tư nguyệt tam dương kiểu bất tường, nghĩa là sao hả khanh? Có nghĩa là một sông hai nước lời khôn đói, bốn thang ba vua chuyện chẳng lành. À kìa, khanh, khanh cười gì vậy? Tâu hoàng thượng, đó là lời dèm xỉm của một số người xu nịnh thời cơ. Ý muốn nói ông Thuyết và ông Tường là người háo chiến gây cho nước nhà đại loạn. Chờ ý định của Thuyết, thì giam ngự sử nơi trại Cẩm Y để giam đối phó với bậc đại thần, khi rút phế ưng chân dục đức, kể lại bắt cuộc hiệp hòa phải quyên sinh bằng độc dược. Đến khi khiến quốc băng hà, lập ta lên ngôi, đó có phải là cơ hội để á quyền vua? Muôn tàu, như việc trước phế ưng chân dục đức, đó cũng là do ý định của tiên hoàng. Khi người sắp cởi hạt tầm tiên, đã có di chiếu trước các phủ chánh đại thần, rằng ưng chân quan dâm vô lại, chẳng đáng bậc vua hiền lại còn mang một tội tại trời, ngang nhiên tự ý sửa chiêu trì của tiên dương. Đáng lý ra gia hình phạm tội, nhưng dù sao cũng là dương tử của tiên hoàng, nể tình tha tội chết giữa triều đàng, lập nên hiệp hòa kế vị lên ngôi. Ngờ đâu hiệp hòa có ý hiểm độc, bàn cùng phụ chánh tiến thành, đợi thời cơ diệt hết đại thần, lấy cái áo cầu hòa để bán rẻ giang sang. Nghe qua trẫm đây mới hiểu được, tôn tướng quân là bậc trung thần, gìn giữ non sông giữ nước một lòng, nguy hiểm không màng khẩu tiếu chẳng sờn tâm. Thế tại sao nơi cần chánh điện, ngự sử quan chống lại việc họ tôn thất lập? Vì lòng trung nghĩa không thờ hai chúa, và đạo vi thần không thể phế vua. Xét ra lý của Thuyết cao vời, mà ý của ngự sử lại cũng chẳng sai. Xin thanh quân chớ xúc động tâm thần, ngăn trong giặc thù còn phải đợi thời cơ. Khanh ơi, ta chấp nhận rời xa cung vàng điên ngọc, là để tìm cuộc sống với muôn dân. Tay bắt liền tay lưng giữa kề lưng, chung sức dũng gươm diệt lô tham tàn. Bạch quỷ mong chiếm đất lân dần, thiên hạ thâu về để làm bá chủ chư bang. Đất nước lâm nguy, nếu không có các đấng trung thần bên lòng giữ nước, cơ nghiệp sẽ suy vong. Nghĩa khí tôn tướng quân thật cao, cả muôn phần tấm lòng ghi khắc, thề trọn kiếp không phai. Muôn tâu hoàng thượng, trời đã khuya, sương đã dài, kính thỉnh hoàng thượng vào trong an nghỉ. Muôn tâu, xin hòa thượng bảo trọng thân vàng, để thần trao việc canh tuần cơ mật.
Ngọc Hương, ta nóng lòng và lo ngại cho tôn phủ chính cùng trưởng quản và Trương Trọng Bình tráng sĩ hậu binh ngăn giặc, liệu có thoát vòng quân địch vượt mọi hiểm nguy không? Con cũng không an tâm, trẻ thấy xốn xang, nhưng con tin tưởng tài sức của tôn phủ chánh, ngài trưởng quản và Trọng Bình. Ngọc Hương con, hãy gác cơn phiền não, nhớ canh tuần cẩn mật cơ binh, ta vào chầu hoàng thượng. Trọng Bình, Trương Trọng Bình. Sẽ sống bên nhau, bên ruộng lúa nương dâu, bên dòng sông êm ả, có tiếng sáo diều khoan nhạc những đêm trăng. Anh sẽ làm thơ cho em hát, hát những lời ca ngợi quê hương sạch bóng quân thù. Phải, anh sẽ đưa em về quê mẹ Ngọc Hương. Trong mình mặt say đắm ngất ngây, em là sông Hương ngát sang nước phăng xuôi dòng, bên yêu đang chờ thuyền khách sang sông. Ngày không xa nước non thanh bình, kiều du quy pháo hoa vàng rực. Ngọc Hương ơi, rồi đây mình sẽ đưa nhau đi khắp mọi miền quê hương đất nước. Em sẽ hát bài ca sông lúa rập rờn thẳng cánh cò bay của An Giang gia đình quê. Mình gì lại trở thành mong ước ba sinh. Tao bên đi biệt ai thương ai nhờ, ai về mồ mà ta nhờ ta thương. Chưa ngữ bên lòng bóng sông sông hương tóc cho thôn mình. Một đời có nhau là trọn quyền hẹn, hạnh phúc bây giờ không còn là mộng mị xa xôi. Cho giáo xuân hồng thôi
Ngọc Hương ơi, một ngôi sao sáng vừa rụng rơi giữa núi sông hùng vĩ. Cảnh vật âm u như trùm phủ, thê lương khóc than người liệt sĩ anh hùng. Đối với Ngọc Hương thì nỗi xót xa bi thiết khôn cùng, còn đối với gian sang đất nước thì mất mát này là một nỗi đau chung. Để chở che cho tướng quân phụ tranh nên Trương Trọng Bình đã dũng cảm hy sinh, đem tấm thân làm mộc che lửa đang người chiến sĩ thi nhân đâu quản ngại bản thân mình. Thôi giặc Vũ Lan xa thề chẳng đổi chung trời, Trương Trọng Bình danh thôn đất Việt, giúp vua giữa nước hy sinh vì đại nghĩa, đầu trần chân đất máu xương rạng rỡ cõi trời Nam. Nghĩa sĩ Cần Dương, hãy cử hành tang lễ cho vị anh hùng vị quốc dông thân bằng tất cả uy nghi và trang trọng. Không có Tôn Tướng Quân thì chẳng còn biết ra sao. Chỉ sĩ anh hùng biết đâu nương tựa, tổ quốc còn biết trông cậy vào ai. Muôn tâu thần chỉ làm tròn sứ mạng một thần dân yêu nước, thần chỉ thực hành trọng trách của một sĩ cũ đã được núi sông trao cho sứ mạng. Khanh có khanh kề dạy gánh vác sang là chậm mới yên tâm trong giặc. Một người nằm xuống, ngàn kẻ khác đứng lên.